MC Phan Anh thú nhận, chắc chắn là tôi có tham, khi nói về scandal từ thiện năm 2016. Mới đây nhất, thông tin MC Phan Anh sẽ tham gia tọa đàm nói về chuyện từ thiện cùng Thủy Tiên, khiến cộng đồng mạng quan tâm. Thế nhưng đến khi tọa đàm diễn ra, Thủy Tiên lại hoàn toàn vắng mặt. Nói về vấn đề này, MC cho hay, như chúng tôi đã thông báo trước đó, trong danh sách khách mời tham gia buổi tọa đàm có ca sĩ Thủy Tiên. Thủy Tiên đã nhận lời mời tham dự, nhưng đến phút cuối phía đại diện của Thủy Tiên báo lại, vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia chương trình. Ca sĩ Thủy Tiên nói rằng đã ủy quyền cho một luật sư để tham dự buổi tọa đàm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng buổi tọa đàm này nhằm lấy ý kiến của những cá nhân trực tiếp làm công tác từ thiện, cũng như ghi nhận những khúc mắc từ thực tiễn. Do vậy, việc Thủy Tiên cử người đại diện tham gia tọa đàm là không phù hợp. Trong buổi tọa đàm, MC Phan Anh cũng có những chia sẻ đáng chú ý về chuyến đi từ thiện năm 2016. Nam MC nhận sai vì tham sân si, không chế ngự được mình, dẫn đến một số chuyện không hay. Nam MC bộc bạch, tôi tham sự ghi nhận của mọi người nên dẫn đến việc không đủ tỉnh táo. Tôi không lường trước tất cả sự việc xảy ra, thậm chí có lường trước rồi, nhưng cái tham ấy vẫn dẫn tới si mê. Còn cái sân si là tôi thấy ai ý kiến gì là tôi ghét người ta, tranh đấu với người ta để chứng minh tôi trong sáng. Tôi mắc cười lắm, cứ cố gắng đi trả lời câu hỏi tại sao lại có thị phi này. Lẽ ra khi bà con nhận được món quà này, tôi phải vui và hạnh phúc, mà tôi cứ loay hoay mong chờ mọi người khẳng định tôi đang làm điều tốt. Vì thế từ thiện không phải làm cho bà con, mà là làm cho chính bản thân tôi. Được biết, năm 2016, anh bắt đầu đến với bà con vùng lũ. Trong ngày đầu tiên kêu gọi quyên góp đã nhận được 8 tỷ đồng. Khoản tiền lớn này khiến anh cảm thấy sốc. Những bản tính tham sân si đã khiến anh nhận ra bản thân mình có nhiều sai lầm. Chia sẻ về các thị phi khi làm từ thiện, Phan Anh phản bác lại quy kết của tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng về cách làm cá nhân của anh và nữ ca sĩ Thủy Tiên. Nam MC khẳng định, khi làm từ thiện, anh nắm hiểu pháp luật. Được biết trong buổi tọa đàm trực tuyến, cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng. Ngoài Phan Anh còn có sự tham gia của các khách mời là tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội khóa 14 Lưu Bình Nhưỡng, đại tá tiến sĩ luật sư Lê Ngọc Khánh và ca sĩ Thái Thùy Linh. Trước đó, thông tin buổi tọa đàm được chia sẻ công khai trên fanpage Báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cũng như Facebook của các nghệ sĩ khách mời, trừ Thủy Tiên. Nhiều người quan tâm về chia sẻ từ thiện của Thái Thùy Linh, đằng sau thị phi 5 năm của Phan Anh, nhưng cũng nhiều người tỏ rõ sự tò mò về sự góp mặt của Thủy Tiên. Đồng thời cho rằng, đây là cơ hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc dành cho nữ ca sĩ Ngôi Nhà Hạnh Phúc để lên tiếng chính thức với công chúng về những ồn ào này. Khi Thủy Tiên vắng mặt, theo ban tổ chức, cuộc tọa đàm này không nhắm vào vấn đề cá nhân gây tranh cãi. Bởi vậy, sự có mặt của luật sư đại diện Thủy Tiên là không phù hợp. Sự vắng mặt này ngay lập tức đã khiến một bộ phận dư luận tỏ rõ không hài lòng. Một số netizen để lại bình luận khi biết sự vắng mặt của Thủy Tiên. Tờ báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức tọa đàm có mời Thủy Tiên mà sao chị lại không xuất hiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo cơ hội đấy, công chúng chờ chị lâu lắm rồi. Thủy Tiên từng nói không có kinh nghiệm thiện nguyện nên mắc sai lầm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cho cơ hội để giải bày thì vắng mặt, thật khó hiểu. Thủy Tiên trực tiếp đi làm từ thiện mà đến khi mời tọa đàm cá nhân làm từ thiện sao cho đúng thì lại ủy quyền luật sư, không biết ý chị là gì. Hiện tại phía Thủy Tiên vẫn chưa có động thái chính thức từ sau buổi livestream mang sao kia ra trước công chúng. Nếu buổi tọa đàm ca sĩ Thủy Tiên góp mặt thì đây được xem là lần đầu tiên cô xuất hiện tại một chương trình trực tiếp sau khi công khai 18.000 trang sao kê. Trước đó, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh đã có mặt tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sau kê số tiền 177 tỷ đồng kêu gọi cứu trợ miền Trung. Cùng ngày, ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục đăng đàn phân trần về quá trình làm thiện nguyện suốt thời gian qua. Giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng khẳng định sau này vẫn tiếp tục làm thiện nguyện nhưng không kêu gọi từ cộng đồng nữa vì không muốn vướng vào ồn ào.